Chào mừng các bạn đến với kênh Wendy's Embroidery. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn mũi Salon Stitch, tạm dịch là mũi thêu mô phỏng họa tiết đang móc và ứng dụng mũi thêu để thêu găng tay mùa đông. Để dễ thực hiện mũi thêu, các bạn vẽ lên vải một hình vuông hoặc hình chữ nhật tùy thích. Bước 1, thực hiện một đường thêu đột kích tại cạnh bên trên của hình vuông. Bước 2, đâm kim lên tại điểm trên cạnh bên trái của hình vuông, cách đỉnh bên trái của hình vuông một khoảng cách. Đây cũng chính là khoảng cách của các hàng thêu Salon Stitch. Đưa kim luồn chỉ vào bên dưới mũi thêu đột kích đầu tiên theo hướng từ phải sang trái, tránh đâm kim vào vải, giữ kim trên vòng chỉ và giữ cho các vòng chỉ lỏng vừa phải. Bước 3, tiếp tục tạo các vòng chỉ tương tự cho tất cả các mũi thêu đột kích tương ứng ở hàng trên. Đâm kim xuống để kết thúc hàng thêu sau khi thực hiện vòng chỉ ở mũi thêu đột kích cuối cùng. Bước 4, đưa kim xuống tại điểm trên cạnh bên trái của hình vuông, cách điểm bắt đầu của hàng thêu Salon Stitch đầu tiên một khoảng cách bằng với khoảng cách từ đường thêu đột kích đến đường thêu đầu tiên để thực hiện đường thêu Salon Stitch thứ hai. Luồn kim từ phải sang trái dưới cả hai sợi chỉ của vòng đầu tiên của hàng thêu phía trên. Đến cuối hàng thêu, đâm kim xuống để kết thúc. Nếu thực hiện mũi thêu trên vải được dệt với canh chỉ đều, có thể xác định khoảng cách giữa các hàng thêu và độ dài mũi đột kích trên hàng thêu ban đầu bằng cách đếm số canh chỉ. Trong trường hợp thực hiện mũi thêu trên vải không thể xác định được canh chỉ, có thể chấm bằng bút để xác định các vị trí đâm kim ở các hàng thêu, giúp cho mũi thêu thành phẩm được đều đẹp và ngay ngắn. Bước 5, tiếp tục thực hiện các hàng thêu tương tự theo yêu cầu để phủ kín toàn bộ hình mẫu thêu. Để kết thúc, thực hiện những mũi thêu thẳng nhỏ, cố định mỗi vòng chỉ của hàng thêu cuối cùng. Khoảng cách giữa các mũi thêu tương ứng với độ dài của các mũi thêu đột kích trên cạnh bên trên của hình vuông. Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn thêu găng tay Giáng sinh bằng mũi Salon Stitch để mô phỏng hiệu ứng đang móc len. Mình sẽ thêu chỉ 6 và thực hiện phối màu với mã màu 647 và 501 của DMC. Mình dùng 3 sợi chỉ, trong đó có 2 sợi mã 647 và 1 sợi mã 501 của DMC. Sau đó gập đôi và cuốn chỉ để có chỉ 6 sợi. Nếu chưa quen với mũi Salon Stitch, các bạn nên xác định các hàng thêu bằng cách đánh dấu trên đường vẽ mẫu thêu. Đây cũng được gọi là bước sắp xếp hoạch định sơ đồ thực hiện các mũi Salon Stitch, giúp vừa phủ kín bề mặt hình vẽ mẫu thêu, vừa tạo được nét sống động và hài hòa cho mẫu thêu sau khi hoàn thành với mũi Salon Stitch. Mình thực hiện 4 hàng thêu đầu tiên với chỉ 6, phối hợp 2 mã màu 647 và 501 của DMC. Các bạn lưu ý, không kéo chỉ quá chặt tay, giữ cho các vòng chỉ lỏng vừa phải, đủ để tạo hiệu ứng họa tiết đang móc đều và đẹp, đồng thời giúp vải không bị nhăn sau khi hoàn thành mẫu thêu. Một mẹo nhỏ là dùng đuôi kim khi luồn kim dưới các vòng chỉ để tránh đâm kim vào vải. Vì thực hiện mũi thêu với số lượng sợi chỉ khá nhiều là chỉ 6, nên các bạn lưu ý phải luôn đảm bảo kéo chỉ đều cả 6 sợi để mũi thêu sau khi hoàn thành được gọn gàng, đều đẹp.
Mình thực hiện hàng thêu tiếp theo với chỉ 6, phối giữa mã màu 816 và mã màu E3821 để tạo độ lấp lánh cho găng tay. Tiếp đến, mình sẽ thêu hai hàng salon stitch, mỗi hàng 2 mũi thêu với chỉ 6, phối màu 647 và 501 của DMC cho phần ngón tay cái của găng tay. Mình sẽ thêu một mũi thêu thẳng nhỏ chặn cố định giữa hai mũi thêu của hàng thứ hai để hoàn thành phần ngón tay cái của găng tay. Phần còn lại của găng tay, mình thêu 3 hàng salon stitch, mỗi hàng gồm 4 mũi thêu với chỉ 6, phối màu 647 và 501 của DMC. Mình dùng chỉ 6 với mã màu 816 và E3821 của DMC để thêu phần còn lại của găng tay, gồm 2 hàng, mỗi hàng gồm 4 mũi thêu và hàng cuối cùng với 2 mũi thêu salon stitch. Ở hàng thêu cuối cùng, mình vẫn sẽ thêu một mũi thêu thẳng nhỏ, chặn cố định giữa hai mũi thêu để hoàn thành mẫu thêu. Mình sẽ dùng mũi Guillotine Knot với chỉ thêu màu trắng để thêu phần cổ của găng tay. Các bạn có thể tham khảo thêm video hướng dẫn mũi Guillotine Knot. Mình có để link ở bên góc phải màn hình nhé. Cuối cùng, mình dùng mũi lướt vặn chỉ đôi phối màu 816 và E3821 của DMC để thêu phần dây nối hai chiếc găng tay. Như vậy là mình vừa hoàn thành đôi găng tay Giáng sinh với mũi salon stitch. Mũi salon stitch không quá khó nhưng cần có sự tính toán và sắp xếp sơ đồ vị trí các đường thêu, đặc biệt là khi cần phối màu để có được mẫu thêu hoàn chỉnh, sống động. Mến chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp các bạn trong video lần tới.